Chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức Hoa Kỳ trong 60 giây. Sau đây là một số nội dung đáng chú ý. Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Năm đã công bố báo cáo nhân quyền hàng năm và phần lớn báo cáo được dành để nói về cuộc khủng hoảng ở Syria, nơi ước tính khoảng 140.000 người đã thiệt mạng trong 3 năm nội chiến. Báo cáo cũng chỉ trích những chính phủ ban hành luật kỳ thị người đồng tính. Chính phủ Trung Quốc cáo buộc Mỹ vi phạm nhân quyền như việc do thám trên mạng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói, Mỹ luôn phê bình nước khác nhưng phớt lờ những vấn đề của riêng mình. Hạn hán kéo dài đã chấm dứt, ít nhất là ở một phần của tiểu bang California. Bây giờ vấn đề là những cơn mưa xối xả. Để ngăn ngừa thiệt hại do nước mưa gây ra, nhiều người dân phải dùng những túi sỏi để bảo vệ nhà của mình. Tổng thống Obama và Phó tổng thống Biden rèn luyện thể lực bằng cách chạy bộ quanh tòa Bạch Ốc. Đây là một nỗ lực nhằm ủng hộ chiến dịch của đệ nhất phu nhân Michelle, khuyến khích người Mỹ vận động để chống béo phì. Đó là một số nội dung đáng chú ý. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.